Hello mọi người. Hãy đang xem chia sẻ like nha mọi người ơi. Hello chị Nhân Trọng. Ủa chị mặc hả? Ủa chị mặc 85.000, hôm nay sale cho mọi người luôn 55.000. Bộ này rất là dễ thương luôn nha. Bộ này tới 85 luôn nè. Nó không nhắn tin cho mình, giờ nó lên like nó hỏi không mà hôm nay giờ tao chạy đi tìm bọc cái tao coi. Đây bộ đang mặc 85.000, hôm nay sale luôn, xả cho mọi người 55.000, còn màu hồng với màu xanh nè. Dễ thương lắm, form rộng nha. 55.000 mua mặc ở nhà. Bây giờ ở nhà thì mua mặc ở nhà đồ bộ nè, dễ thương. Hello tiền. Ủa quên hả? Nhắn tin cho chị mới nhớ. Ai bộ có hai màu ơi, máu ơi, màu xanh đẹp quá. Tai xanh đẹp nè, 85.000 lần đó mấy chị coi bộ nè. Máu ơi nó xịn. Sale cho mấy bà có 55.000. Ai bộ chút bộ hồng với xanh. Đợi em ít mẹ. Bộ hồi đó mua lần nhiều nhiều không. Giờ có lần mua có món. Biết đường mua nữa. Làm như nhiều lắm vậy. Thấy chứ không nhớ nữa. Ai bộ đi mặc thì chốt nghe 55.000. Ồ thank you em yêu. Gì bữa nay đặt được nữa đi. Ai bộ đi mặc chốt em 55.000. Nhỏ này hỏi mà không mua. Bộ đồ đẹp như điện không mua. Nè còn mấy bộ bé nè mọi người, hốt giùm em ơi. Bộ bé sale 20.000. Bộ bé xanh này là số 3, tầm 10kg, 12kg nè. 12kg trở lại nha. Bộ bé xanh 20.000. Chốt này mặc mát lắm. Bộ bé xanh 20.000. Ai lấy bé chút bé 12kg trở xuống. Bộ che ghi này là số. Bộ che ghi này tầm 12kg đổ xuống luôn, 20.000. Ai lấy che ghi chút che ghi giùm em. Bộ che ghi 20.000, 12kg đổ xuống, 13kg cũng được luôn. Bộ này bự hơn bộ màu xanh. Màu cam này còn số 2 nè. Số 2. Còn ngố dày hả? Ngố dày hết cái gì vậy? Màu cam này còn một bộ số 2, 10kg đi. 20.000. Ai lấy cam chút cam 20. Cam 20k. Quá dễ thương. Cam 10kg. Đi luôn đi. 20.000 một bộ. Bộ cam cho bỏ kim hương. Bộ màu nâu này là còn số 4 nè. Màu nâu số 4, số 5. 20.000 luôn. Chốt này là thun giấy cho bé mặc siêu mát nha mọi người ơi. Đây cái này là 10kg nè. 10kg, 12kg tới 15kg, 16kg cũng vừa luôn. Đó, 16kg tới đủ lại ha. 20.000. Bộ thun giấy mặc siêu mát. Mặc lên rất là dễ thương. 20.000 một bộ. Ai lấy bộ chút bộ. Bộ bé 20. Bộ nâu 10kg. Để thêm hơn.
Hai bộ 3D mặt nhà nè mấy chị. Sale cho là luôn ha. Ờ như giờ 33.000, má ơi, bộ này nó rẻ. Hai bộ beo 3D 33.000. Còn màu vàng với màu xanh. Chị hết số lớn rồi. Còn có số 4, số 5 à. Mới lên nè. Mới vừa lên luôn. Đây bộ mặt nhà 3D. Trời chất mát lắm nha. Xả cho mấy chị 33.000. Có màu xanh này với màu vàng. Đó bây giờ mua đồ bộ mà ở nhà là đúng rồi, thích hợp luôn rồi đó mấy chị. Hai bộ chút bộ. Xanh nè, màu xanh đẹp quá. 55kg loại vừa nha, thùng 3D 33.000. Hello mẹ. Ai vậy? Ai quả vô? Quần đuổi nè, quần đuổi, quần đuổi chín tấc nha, y đẹp quá vậy. Quần đuổi chín tấc giùm em. Size này là S với M. Có size S với size M nha, đuổi chín tấc size cho mấy chị là 25.000. Ai lấy đuổi chín tấc trước giùm em đi. Cái này về mặc với áo thun dây á, thun đen nữa. Đen trắng gì cũng đẹp. Đó, quần chín tấc 25.000. Chất đuổi nha mấy bà. Rất là mềm luôn. Có xe ớt với xe mờ 25k xanh đen. Có xanh này sáng hơn nè. Ai xanh sáng hơn nha, đẹp quá. Xanh sáng này có xe L luôn. Xanh sáng này có SML luôn nha, hai nút. Quần đuổi hai nút. Dạng chín tấc á. Ai lấy trước nè. Sáng L cho. À, lưng thun quá chị yêu. Lưng phía sau thun quá nha. Loài cho Kiều Quang Nguyễn. Có cái xanh thun này đẹp quá. Xanh thun ha. Mặc ở nhà mát lắm mấy chị. Cái này em nhập 29.000 á. Em tưởng là một mẫu giống nhau, ngờ là mẫu lộn xộn. Xe cho mọi người 25 nè, quần xanh thun. Có rút ở đây lại nè, dễ thương quá nè. Xanh thun ra lấy chứ em 25. Em còn cái nha mọi người. Trời ơi, cái cargo dễ thương quá. Cargo này xe ớt. Cargo xe ớt sale luôn 20 luôn đi. Cargo xe ớt nha mấy chị. Form nè. Móc, nút móc ha. Trời ơi, mặt anh dễ thương lắm á. Dạng chính tất.
à, lá cà gô, chút cà gô giùm em size S 20.000. Quần ngố. Cà gô thì quần ngố size S. Cà gô cho liền 20.000. Xeo lỗ. Con sáng em lờ cho đâu nè. À, xanh đen có anh L luôn nha mọi người ơi. Có xanh đen anh L nè. Em hết xanh sáng rồi, em còn xanh đen rồi chị yêu ơi. Em còn xanh đen được không? Xanh đen cũng giống là đẹp lắm. Đúng rồi, đây nè. Hai nút. Còn xanh đen à bà Ngọc đẹp ơi. Xanh đen tối dễ mặc nè. Ai lấy xanh đen, chút xanh đen giùm em đi. Xanh đen 25k, y chang cái xanh sáng đó, xanh L nha. Xanh đen L, ai lấy chứ mẹ em. 25.000. Quần thun nam 20. Quần thun nam siêu co giãn 20.000. Ai lấy thun nam chứ thun nam vậy mẹ em. Thun nam 20k. Quần chip nha mọi người. Quần nào? Cái quần gì vậy? Quần chip ơi. Quần chip này là quần chip cái gì nè? Su phối ghen giùm em, hàng xịn nha. Hàng này được gọi là 90.000 một set 10 cái. Hôm nay em xả luôn cho mấy chị nè. 65.000. Một set 10 cái đủ màu luôn, rất là đẹp nha. Su thông hơi, mặt mát đít luôn á. Quần nam 20 của Huỳnh Mai nè. Còn nguyên bộ ấy, còn cái nè, còn một quần này cho Ngọc Yến nè. Bộ chị đang mặc hả? 85 xe còn 55.000. Ngọc Yến quần xếp chiếc này cho Ngọc đẹp. Xếp chiếc cho chị An. Rồi chớ em rồi đó. Trời ơi, xếp chip này hồi đợt rồi em bán 90-95 hay gì mà bán rất là đắt luôn á mọi người. Không đủ hàng luôn á. Mà bây giờ xưởng nó còn sót rồi nè, nó kêu sale nè. Rất là đẹp, đủ màu luôn. Một set 10 cái lần đó mà có 65.000. Quá trời màu luôn. Ôi giời. Xếp chip 10 cái sale cho mấy chị có 65k. Quá trời màu luôn á. Chốt đẹp lắm nha. Trời ơi, em thấy người ta bán một cái không là cũng 25.000 rồi. Ai lấy chip đi, chốt chip giùm em. Còn sót bộ nam là size M. Bộ nam đỏ size M. Sale cho bà 50.000 luôn. Bộ nam đỏ size M 50. Nam size M 50.000. 50k. Ai lấy nam chút nam. Nam này em sale cho mọi người 15.000 nha mọi người ơi. Đây sơ mi nam size ML. Nó có độ co giãn nhẹ nè. 15.000 một áo. À, áo sơ mi chứ sơ mi nam giùm em. M với L. 15k, hàng này là hàng shop nha. Hàng shop tem mát đầy đủ, có size nè.
Ai sơ mi chốt sơ mi 15 nghìn giùm em, sơ mi nam. Rồi. Nam L cho liền nó. M để cho giả kim hương. L này cho chị An. Hết rồi mọi người. Để qua cái mã khác nha. Qua mã này đi. Trời ơi, cái sơ mi đen gu xì nó đẹp. Má ơi, hàng xịn nè mấy bạn. Phải giới thiệu một lần nữa là cái tem giá của nó là 550.000 nha. Hôm nay sale luôn cho mọi người nè, 19.000. Sơ mi đen, size L. Hết rồi, cái gì vậy? Ai sơ mi đen hàng xịn, size L 19.000. Ai lấy đen chút đen giùm em. Đen 19.000. Đang lò cho liền. Đen này cho bà Ngọc đẹp nè. Đợi xíu mã này em hết rồi. Mã này hết mọi người. Đợi xíu. Qua mã này nè. Mã này đẹp lắm. Cũng có sen L nha. Wow, cái này phối nè. Ai đang mới phối siêu đẹp luôn, anh L luôn nha, 19.000. Comment giùm em là mới L đi. Mới L 19.000. Quá đẹp luôn. Mới L 19.000. Chị không có đồ ngủ mà. Thấy mà. Đen 19 là cái nào? Cái nãy hết. Mới này là của chị Quý nè. Ngọc Yến nè. Ngọc Yến hai cái. À, chị An. Cái này của Đàm Quỳnh Như nó là hết. Rồi vừa đủ luôn. Hết rồi Yuna ơi. Chốt đủ rồi mọi người. Hết rồi, tại vì Mai Phương hết rồi. Trời, bữa nay comment chậm quá dạ. Đây, cái quần này là quần hàng cao cấp nha. Quần hàng cao cấp nào, hôm nay em xả luôn cho mấy chị là 29.000. Quần nam nha, quần nam size to 29.000. Có sọc đỏ với sọc xanh, còn có hai cái nữa hết rồi. Chị không có đồ ngủ. Rồi, có chốt rồi mà. Như ơi, chị hết luôn rồi. Quần nam, ai lấy quần nam chốt em 29.000, siêu rẻ, hàng này là size to luôn. Lấy em hai cái luôn rồi, gì? Lấy cái gì? Áo hả? Áo hết rồi. Một đỏ, một xanh cho Quyền Nhi nè. Trời ơi, không comment rõ vậy, còn cái lấy đỡ một cái nha. Lấy đỡ một cái nha. Không nhớ nữa. Chị giờ đặt đi. Đặt chị nào hết chị lấy. Bây giờ mọi người hỏi không có nhớ.
Hồi nãy có đọc mà. Có đọc mà không có nghe hả? Vô em. Rồi phơm bự lắm. Phơm này bự, hàng cao cấp mà. Đây còn một cái áo ba lỗ nam. Phơm này siêu bự nha. Nó để là M nhưng mà em cảm giác như là nó là L đó mọi người. Ba lỗ nam chất đẹp lắm, 25.000. Mẫu khác đi. Rồi lấy mẫu khác nha. Lỡ chốt rồi. Một cái ba lỗ nam chất đẹp giả man luôn nè. 25.000. Size L. Quỳnh My nãy giờ chỉ có comment đâu. Yuna Nguyễn nè. Lần này gán chốt giùm chị đơn đủ 100.000 này chị gửi đơn luôn nha. Chứ đừng có lựa 2-3 món không đủ rồi cái xả ra nữa. Thấy nhưng mà em hết rồi nên là em không có đọc. Rồi bây giờ cái màu đen đi, ba lỗ đen đi, đẹp lắm. Đen nè, size XL luôn. Nói chung mặc ba lỗ thì mình mặc gọng gọng cũng được, cũng thoải mái mà. Xả luôn cho mọi người nè, 25.000. Trời ơi, cái đen này là in chìm luôn nha. Dập chìm, má ơi nó xuất sắc. Sơ mi hết các bà ơi. Đây 25.000 luôn. Ai lấy ba lỗ đen, chút ba lỗ đen 25. Có XL, 2XL luôn nè. L luôn nè. Đen XL cho Ngọc Yến 25.000. Còn có chị đây mặt con nè. Trời ơi 85.000 đen xe còn có 55.000 à. Quốc đi có xanh với có hồng. Đen này cho ai vậy? Không phải mờ. Lấy L đi ha. Tại vì nam chắc mặt nó Luna nè. 25k 2S luôn không? Ok Ngọc Yến nè. Hàng dập chìm quá trời rẻ. 2x ha, còn không trời. Bây giờ em còn 1x rồi chị Nhân Trọng ơi, còn có 1x đâu, hết 2x rồi. Chất đẹp lắm mấy bà ơi. Thun lạnh co giãn nè, hàng dập chìm 25k. Rồi có rồi, có rồi Yuna ơi. Ai lấy ba lỗ, chút ba lỗ 25. Có quần nam đen bỏ mỏm đó. Bữa nay sale luôn đi ha. 32.000. Quần này nó đẹp dữ lắm, đẹp luôn. Mọi người phải mua cái quần này. Đó nhìn cái form nè. Má ơi nó bự 80kg cho lại vừa ha. Túi là túi dây kéo luôn. Quần nam sale cho mọi người 32.000. Quần này em nhập rất là cao. Tại vì chất của nó nè, đẹp giả man. Ngọc Yến một quần. Ok. Đầu mình như một quần. Rồi chốt nhỏ này rồi, comment hoài trời. Quýnh nó về. Đen chị Nhân Trọng 2 cái. Cái đen mặt đang sale còn 55.000 đó mọi người ơi. Chưa chưa. Tính hỏi có còn ấy đang chị mua chị đi mới gửi luôn. Ở mấy chị kêu nó ship luôn á. Chị có 40kg em. Có con nhỏ này ta đọc nãy giờ. Trời trời, tức nó ghê. Đọc nãy giờ mà Ngọc Yến.
Quần em á, cái gì nè, chị Anh Thành đẹp lắm á, chị Như ý Phạm Thị một cái. Dạ cảm ơn chị yêu nha, nay mua nữa đi. Đây đây cho xem, nãy giờ có like xem kẻ quần nam hàng cao cấp, chất mềm co giãn lắm luôn á, có 32.000 sale quá mọi người. Đây đây đây, quần đây hình như còn có một cái hai cái nữa là hot rồi đó mọi người, hốt liền đi, chất đẹp lắm. Ồ thấy mà, vừa lên là thấy liền. Có ai comment một lần mới không thấy, ai mà ít tương tác á. Từ từ, ôi trời trời, Trang Anh Thanh một cái. Còn một cái cuối cùng chứ đâu anh Nguyễn. Rồi chốt, rồi chốt cho Trang Anh Thanh rồi á. Rồi cái dưới thôi, hết luôn. Hết luôn rồi đó chiêu. Đây áo khoác dù hàng này, hàng cao cấp đẹp nè mấy bạn. Mà sao tự nhiên đợt này dễ áo khoác dù bán không được. À, được chị, nếu mà em gửi hàng là được, gửi được. Mấy lần em gửi cho chị không đó, gửi em gửi bên giao hàng á, chứ em không có kêu shipper. Shipper nó đi vậy mắc hơn là mình gửi bên giao hàng đó. Đây áo khoác dù nha, áo khoác dù này 95.000, hôm nay sale luôn cho mấy bà 55.000, quả quá rồi. À nó đẹp gì nè, trời xịn sò lắm luôn á, 55.000. Ai lấy chớ mẹ, khoác dù hai lớp nhưng mà mỏng nhẹ không có bị nóng nha. Rồi ờ, cái đầm hoa này, đầm hoa này còn hai cái là sale luôn đi, không có đen. Ủa có không ta, giờ chị thấy có cái màu nâu à. Dạ được chị, nó vẫn giao được, khoác cho liền vẫn giao được á, chỉ có ở ngoài Bình Dương là không được thôi, chỉ có một chỗ Bình Dương là không được thôi á, còn mấy chỗ khác là chỗ nào cũng được hết. Đây đầm hoa này xinh xỉu, à, sale luôn cho mấy chị nha, 50.000 luôn. Còn màu hồng với màu vàng, hồng với vàng. Bộ hả, em muốn một bộ mặt nhẹ hả, bộ 3D này đi, bộ 3D này chị đang sale khoảng 33.000 nè, mát lắm á, bộ 3D 33.000, còn vàng với còn xanh nè. Em hoa màu gì, có màu vàng với màu hồng là lấy hai cái luôn, chỗ sale rẻ lắm luôn rồi đó. Xanh tím như còn một bộ vàng, ai lấy vàng chút vàng anh ơi, em lấy hồng hả, ok hồng. Em hết xanh rồi trời, lấy màu vàng đi, màu vàng đẹp mà. Này em màu vàng đẹp cũng chưa, chất co giãn thoải mái nè, có 33.000 sao lỗ bộ này bình thường, bữa hỏi mình như 65. Ủa sao cũng được, khách quen mà, đầm dây mặt ngủ hả chị, có không ta, không hồi đợt bán nhiều quá trời. Ồ bán chai lớp luôn, có mặt mua là vui rồi, rất vui. Nè đầm, còn cái hoa, hoa vàng đẹp lắm, dứt luôn đi trời. Ôi con nè, mặc vô ôm cái eo xinh lắm. Cổ vuông nữa, 50.000.
Ai lấy vàng chút vàng. Vàng nha mọi người. Lấy bộ vàng cho mẹ nè. Của mẹ hay là của ai vậy? Hoa vàng cho Linh Linh. Cái đậm hồng nãy còn luôn á. Ai thích hồng á thì lấy hồng nữa nha. Chim xào còn. Bộ nam. Bộ nam này là size XL sale 50. Nam XL 50.000. Ok chị. Like cho vui vậy đó. Ai muốn ai cần lấy thì nói em ship. Bộ nam 3D size XL size 50. Quần nha mấy chị, để em lên cái quần này nha. Quần tây đẹp lắm. Mà rẻ. Quần tây này có đủ size SML luôn. Cái đó không có size M kia quá. Em M có bộ đỏ ha. Ai cái quần tây. Má ơi cái form nó đẹp. Bán cho mấy chị 25.000 SML luôn. Chất co giãn nhẹ nè. Ở lên form đẹp lắm á trời. Để mấy cái size ớt cho ta. Cái màu này nó tối dễ mà. SML luôn. Trời ơi xuất sắc lắm chứ bộ à. Giỡn hoài. Dài nha. Quần dài nha mọi người. 25.000 phải không? Em có báo giá chưa? Em L cho chị. Chị ra lưu L 25.000. Chất có co giãn nha mọi người. Form đẹp lắm. Em M cho Nina. Có bộ đỏ vậy đây. Em lời đi chị Quý. Nè bộ đỏ này bữa chị lấy cho ta. Hình như bữa chị lấy màu vàng hả? Phải không? Ớ ra cho lì nè. Đúng rồi em này là quần nữ 25k. Chất đẹp lắm. Em mờ này cho chị Trần Mai. Em lời cho chị Quý nè. Rồi có rồi Lì ơi. Em mời cho chị An. Ủa không phải. Chị An ớt. Vậy em còn em mờ rồi. Em thấy cái form này nó cũng nhỏ á. Em chỉ còn em mờ thôi. Bộ đỏ này size M 50.000 luôn. Bộ 3D đỏ 50k. Size M. Hết L rồi còn cái M. Ok chị yêu. Thấy form cũng nhỏ. Cái quần này nó giả zin dễ thương lắm nè. Mặt nhà ok. Trời ơi cái này thấy cưng quá. Lưng thun nha mọi người. Form này chắc tầm ớt với M vừa thôi. Tầm ớt với M vừa thôi nha. Sale luôn cho mấy chị nè. 25.000. Chưa like lần nào hẹn mới về luôn á. Đây quần lưng đáy cao. Để chị mặc bộ ở bộ mặc màu xanh ok chị em. Chị em 25.000. Quần nha lấy quần đùi chứ quần đùi 25 giùm em đi. Quần này chưa bán lần nào luôn á. Theo luôn. Đùi 25.000. Nguyên cây. Bộ đang mặc đang sale 55.000. Linh Linh đang mặc. Có 55.000 thôi. Còn một bộ đang mặc cuối cùng nha.
Rồi bộ này xinh xẻo. Bộ Gucci quá đẹp. Bộ Gucci này sale cho mọi người 75.000. Bộ này hàng 100 mấy. Đó, ai lấy bộ Gucci chứ em. Rất là dày nặng luôn. 75k. Nè phải không? Tính coi nè. Cục bự quá trời bự luôn. Không có tiền ăn mà có tiền lấy hàng hoài. Đại chiếc nha mọi người. Trời ơi, ăn như heo, không ngừng cái miệng. Chút là lấy bánh ăn, chút uống trà sữa, chút ăn mì, chút ăn lẩu. Ôi trời ơi, tôi sợ tôi luôn. Mọi người, trời có bộ bé dễ thương xỉu. Bộ bé dễ thương xỉu xỉu luôn. Rồi. Trời ơi, bé này nhiều hình quá à. Má ơi, thấy cưng quá, bé 10kg nha mọi người ơi. 10 tới 10 11 12kg giùm em. Bán cho bạn như giờ. 17.000. Bộ bé quá trời dễ thương luôn. Điều là tha. Ủa nhìn giống thiệt quá hả chị. Bộ bé 17.000 má ơi con nè. 10 tới 12kg nha. Nó tùm lum hình nó trơn á mấy bà ơi. Giờ không biết đường luôn nè. Cái này là phải quốc đủ hình luôn á. Quá dễ thương. Đó. Rồi giờ không biết đồn bán sao luôn á. Cái này lấy đại được không? Lấy hình đại được không? Cái tay của nó phối với cái quần. Đó dễ thương quá trời nè. Ba bộ đủ hình luôn cho lì nè. Có 17.000 thôi, lấy về xong cho con mà. Chia lại với mọi người. 25kg không có chị yêu ơi. Gái nha, có gái, có gái nha, có gái. À, chị sang 13kg. Mô tô 3 bộ bà ngoại trả tiền. Rồi ok bà ngoại. Cái đại nha, màu nào cũng được. Cái nào cũng dễ thương. Chưa kịp chừa cho con đó, bà ngoại mua cho rồi đó. Đây bé gái đây. Cái bộ này gọng. Bộ này nó làm có một số một à. Thêm một bộ nữa, ok chiêu, em lấy bộ đẹp đẹp nè. Trời ơi, ủa, thấy không ta? Giống không trời? Có bé gái nha mọi người đây. Hình của bé gái nè. Trời ơi thấy cưng chưa. Cái bộ này là 10 tới 13kg vừa nha. Đó bé gái đủ hình luôn.
cái tay áo nó phối với cái quần. Dễ thương quá mọi người ơi. Đấy, chị bỏ Mickey. Bỏ Mickey, ok chị. Hai bỏ cho bà Ngọc đẹp. Không có 20kg rồi chị yêu ơi. Ba bộ cho bà lì á. Ok chị yêu, ba bộ. Để em coi coi mặt. Mười bảy ngàn rẻ nhất luôn rồi đó mấy chị. Giá sỉ luôn. Còn một bộ cuối cùng. Còn một bộ cuối cùng nha. Trời, cái chất thun mặt rã lắm mấy bà ơi. Còn bộ bé gái cuối cùng này dễ thương quá các đồng chí. 17 ngàn. Chị hả? Phải mặc 10 bộ luôn hả? Rẻ không? Ba Hội có, ba Hội không? Trời ơi, cái đầm jean đẹp quá chị. Đầm suông jean nha, 25.000 thôi. Đầm suông jean 25k. Đầm suông luôn, cái này bầu bề mặt được. Chất jean tính ngọc trai nè, cái này nó khoét vai. 25.000. Có ai đấy làm suông chứ làm suông gì em. Suông jean chỉ có 25.000. Mua đi, gán nó giản giản rồi gửi. Đàm đi chị Thu Phụng. Hết bé rồi. À không biết rồi, đợi xíu. Đầm này form rộng nè mấy chị. Có 25.000 à. Trời ơi máu ơi, mấy bộ ngố Quảng Châu đẹp dữ vậy. Gửi đầm cho bà Hận Ý. Chứ giờ rảnh làm cái gì? Coi like. Cái gì đâu? Ủa cái này không phải ngố, cái này là bộ dài luôn. Trời ơi đẹp xuất sắc. Bộ dài Quảng Châu nè. Để coi như vậy. Bộ này em bán cho mọi người là 62.000. Trời ơi, trời nó đẹp. Có mấy bộ thôi nha. Hình chữ này là chữ thêu dùm em. Đây, bộ ba len 62.000, lời 2.000. Coi giãn 60kg lại vừa.
Ai lấy bộ xám, chút bộ xám nha mẹ. Đồ bộ nè, mặc ở nhà đi ra đi vô. Xám 62. Chất mềm đẹp lắm luôn á. Bộ Quảng Châu nha. Không có một màu một. Nó mới xèo á. Có một màu xám một. Có hai bộ. Xám cho học ý. Còn một bộ, mai lấy tôi lấy. Ai bộ này đẹp nào, bộ này mới là bộ ngố nè má ơi. Cái này mua về tách rời ra mặt vẫn được, mấy bà nhìn cái quần ngố nè. Đúng kiểu quần ngố xịn luôn. Đó, nó đẹp chưa? 62.000. Bộ LV Quảng Châu. Mua cái này về tách rời ra mặt đẹp ha. Cái quần này mặc được với đủ loại áo luôn á. Bộ cho chị Hương cũng chân. Gucci, ai lấy Gucci, chút Gucci giùm em. Rồi mấy món này đẹp chị mới không mua. Đây bộ Gucci, nhìn cái quần nè. Trời ơi, nhìn cái quần là đủ tiền luôn á. Cái này mới là quần ngố nè nha. Ngố đúng kiểu đẹp giống mấy cái mấy bộ đồ của Hot Girl bán luôn á. Bộ Gucci 62.000. À lấy bộ chút bộ, bộ cho chị Thu Phụng luôn. Kỳ đẹp mà không ai mua gì nhỉ. Bắp bơ gì như có một bộ một. Trời ơi con này xịn xa chứ. Đó ai lấy bắp bơ gì chứ giùm em 62. Bán cho đó buồn giờ làm gì giờ. Má ơi có kem vô nữa nè. Kem vô đẹp quá. Chanel đỏ. Búp bơ gì thì có trắng có đen nha. Ai búp bơ gì có trắng có đen. 62. Ai lấy trước nha. Đẹp quá mọi người, muốn hai bộ luôn. Vô đây chị, có một bộ một. Ken vô, trời ơi, cái quần kìa nó đẹp ghê gì. Có một bộ một luôn. Ken vô 62. Trơn rồi. Cái chi bột kem vô. Bộ đỏ. Đỏ Chanel. Phong bự ghê luôn á. Đỏ nè, chờ em là có trắng, có đen, có đỏ luôn. 62.000. Nail trắng, đen, đỏ 62k. Ai lấy nail, chút nail gì nè. Có một bộ đỏ màu. Đỏ chị Hô Phụng.
Em mở đen không? Quên mở đen. Đây đen đây. Anh lấy đen chút đen. Rồi cái quần đây. Đó nèo đen của em luôn. Chấm chấm tại đi mọi người, đến mai nữa. Mọi người đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, một cái quần jean đen mà cái này là size 32 luôn á mọi người ơi. Nó tầm XL á. Quần jean đen nha, sale luôn cho mấy chị 30.000. Jean đen chất co giãn. Size XL 30k. Nail đen nha chị Tiết Tiết. Quần đen chị Quý. Trời ơi, cái quần đẹp quá vậy. Quần đuổi ống rộng nè, 25.000 luôn. Đuổi ống rộng lưng thun 25k. Chắc đẹp quá vậy. Dày dặn lắm. Đuổi ống rộng lưng thun 25.000. Form này to nha mấy chị. Đuổi ống rộng. Quần ngố ô mì đây. Ngố ô mì size L 30.000. Ngố này là ngố nâng mông nha. Ngố nâng mông rất là đẹp luôn. Quần 25 chị Điện Hòa. Ngố nâng mông size L 30. Đây chất này là chất thun ô mì. Nâng mông phía sau. Size L 30k. Đẹp lắm. Nói cho chị thu phụng. Có một cái một jean đen có L không hả? Không có rồi. Một cái đùi cargo. Đùi cargo 22.000. Đùi cargo 22.000. Ý có cái túi này dễ thương quá nè. Đùi cargo 22. Quần ngố trắng 25.000. Ngố trắng đẹp quá mấy chị ơi. Mặc cái này sang lắm. Không có chị yêu ơi, chị sao rồi. Ngố trắng lưng thun nha. 25.000 lấy ngố trắng, chút ngố trắng giùm em đi. Cái ngố trắng này sang lắm. Ngố trắng này size L. Ai quần cargo em có màu nâu nữa nè, 22.000. Này giống cái nãy nữa. Ngố trắng chị Lý nè. Chạy lưng thun mặc thoải mái bình thường hả? Ý cái này là ống rộng dài nha, ống rộng dài 30 giùm em đi. Ống rộng dài lưng thun má ơi nó đẹp. Cái chất này nó dày nha mọi người. Ok. Chị quần cho chị Như ý không thị. Dài cho lì ngốc rồi.
Một cái đuổi trắng quá đẹp luôn. Đuổi trắng nha mọi người ơi, 30k giùm em. Ai đuổi trắng chút, đuổi trắng dài giùm em đi. Đuổi trắng dài quá đẹp. Ôi chết bà ơi, nó hơi dính bụi ở đây tí xíu về mọi người giặt ra nha em, để cho mọi người 25.000 luôn. Đuổi trắng dơ có tí xíu à. Dơ có chút xíu à. Sao quá trời, bên em nhảy lên sao mà. Giặt là ra nha cái này, tại vì đó, cái bọc nó bị gắt. 25.000. Không ra thì trả em. Rồi cái này là quần ngố vàng. Ngố vàng 22.000. Ngố vàng 22 quần cho chị Châu. Ngố vàng 22.000. Ôi đẹp quá vậy. Quần tay size M với chị, nhìn cái lưng kìa. Đẹp xuất sắc luôn á. Quần tay size M nha, 30 luôn. Nút này nút bấm nè. Hết trắng rồi. Tay trời ơi trời, xuất sắc. Quần tay size M như qua này 30.000. Tay size M 30k. Có một cái. Trời ơi, quần đẹp quá vậy. Quần nha, cái này là dạng quần ống rộng ngố. Ống rộng ngố giùm em nha mọi người. Chất siêu đẹp, rất là dày luôn. Nhiều vậy ta? 25.000 luôn. Quần xám. Ai lấy quần chốt quần giùm em đi. Quần này có size nè. ML, XL. Quần này có ML, XL, 2XL luôn. 25.000. Dạng quần ngố á, ngố rộng. Mặc dễ thương lắm á. Ngố ống rộng nha. 25.000. ML, XL, 2XL. Có túi nha mọi người. Phone này bự lắm, em lấy 1x cũng được á. Hai mươi lăm nghìn lấy 1x ha anh Đào ơi. Hai mươi lăm k hết XL chị em, chỉ còn L với M, còn ML. Phone này bự lắm nè, thấy không, cái này L mà cũng bự, tại vì phía sau có lưng thun nữa đó, rất là giãn. Con này là không có size nhỏ rồi. L này mà kéo thun ra tầm XL luôn. Ai lấy được trước em 25.000. Châu. Còn cái em M, ML đều vừa ha. ML đều vừa. Sơ mi không mọi người? Không, có một cái. Ấy có màu nè. Trời sao biết hay vậy trời. Có màu kem nè. Màu kem đẹp nè. Cũng đủ size giống vậy luôn. Ê, màu kem nên đẹp quá. Đây, cái này em M mà nhìn nó như L vậy đó. Ý là chưa kéo rồi đó nha. Lưng thun 25.000. Kem một ít nè. Kem 25.000. Cái này mua cho mẹ rồi mặc cũng được. Form nó bự. Chị
lò kem, ok chị Châu. Bây giờ em còn 2 ít thôi chị An ơi. Em còn M với 2 ít rồi. M với 2 ít anh là. Áo sơ mi nha mọi người. Áo sơ mi đây. Sơ mi trắng đẹp dữ vậy. Sơ mi trắng nè mấy chị ơi, 17.000. Để nó hơi nhăn nha nhưng mà đẹp lắm, có túi đây. Sơ mi trắng trơn 17.000. À đây trắng trơn chứ em 17. Trắng trơn 17k. Rồi cái này là comment giùm em là gần ghi đi. Ui cái hàng ghi đẹp quá vợ, gần ghi 17 luôn. Trắng cho chị Phạm, anh ơi chị An. Gần ghi đẹp quá mấy chị yêu ơi. Cái này khoác ngoài cũng đẹp nữa. Sơ mi đây. Nó hơi xuất sắc cái áo đẹp. Trắng hả? Trắng hết rồi. Có một cái một gần ghi này cho chị Quý. Cái một trắng em hết con cái một trời ơi, có đầm baby doll nữa nè, xinh vậy. Baby doll 20.000 nha mọi người ơi, đầm baby doll 20k giùm em. Má ơi siêu phẩm luôn á. Đây đầm baby doll 20.000. Dễ thương quá, để cái mặt đây. Đây đầm. Đầm đi chị Quý. Bán gì đó cho mọi người mua không có lời. Ai có màu khác nữa nè, màu đậm hơn nha. Hồi nãy xanh, cái này là cam đi, dễ thương dữ lắm. Gà nút phía sau ở cam. Ai lấy cam, chút cam. Bán rẻ gì mà còn không ai mua nữa. Cam chị Quý. Chỗ này giống không như thế. Ở đây sơ mi. Trời ơi đẹp quá vậy. Sơ mi trắng 20k. Cam cho Nina. Nina bỏ. Dạ không có chị yêu à. Trắng hình 20.000. Quá dễ thương luôn á mọi người. Chất đuổi nè. Đó, xuất sắc chưa. Chụp.
gì như ý bạn thị. Ủa cái quần đẹp gì vậy? Không có để sai. Có sai gì xuyên vậy? Trắng hết trơn rồi. Có một cái một. Ai cái quần dài nè. Cái quần dài em để cho chị Kiều với chị. Quần dài 30 để chị Kiều nha. Hãy comment. Nó mà để sai không biết đồ. Ủa chị còn coi luôn đó. Quần ngố trắng nè, ngố trắng 25 nghìn nha. Ngố trắng 25 này size XL luôn. Siêu to cho mấy chị. Ngố trắng XL 25 nghìn. Trời ơi, cái nu đẹp quá. Cái ống rộng nu nè, 30 nè mọi người. Ống rộng nu 30k. Đẹp xuất sắc luôn. Nắng lên lò men đèn nè. Nhìn form nhỏ hả? Ủa cái quần này đẹp quá mà tới 2X luôn nè. Không 1X à. Ủa sao cầm nó thấy phân nhỏ quá vậy ta. Cái này là sao kì. Quần này là sao không hiểu ta. Ok ok. Cái này không hiểu làm kiểu vậy là sao trời. Má ơi cái quần nó đẹp kìa. Nó để là ít trên lời nhưng em nghĩ form này M rồi. Đây nó tầm M rồi. Ôi chắc mặc vậy quá mọi người. Cái này nút ha, nút M quá đẹp luôn. 30 ngàn. Nút M 30k nè. Quần u mì nha. Nó đẹp quá để dành đi. Để sửa lên mà. Đen nào đen nút quá hả. Được không? Về rồi la làng nha. Cái nút nó hơi lạ. Nó không có cái đầu gài á. Ê đẹp quá vậy. Trời ơi. Cái quần đuổi cam nè. Đuổi cam 30k. Ai đó đuổi cam chứ đuổi cam quần nè. Cho Quỳnh Mai 30 nè. Cái không mấy chị ơi. Đâu có đâu. Bán rồi. Tại sợ không ai mua á. Ai đuổi cam dài nha. Trời ơi cái này lên với áo dây, áo thun màu đen đồ đẹp lắm mấy bà ơi. Đuổi cam dài 30. Quần u mì đá. Chắc vậy quá.
Ô mì đá má ơi, con này đá lung linh quá đẹp luôn, 45.000 xem mà. Ô mì đá nha mọi người ơi. À lấy ô mì đá cho em. 45.000 xem mà. Mì đá. Quần nam này sụn sò quá nè. Size nam này là 2XL luôn. Trời, quần nam đẹp như vậy. Quần nam hình siêu đẹp nha mọi người, 2XL. Sale luôn cho mọi người 32.000. Hàng mới luôn á. Nó rất là sọc. Rồi cái này là LV nè. Cái là loại mà cái tên hãng rồi đó. Đây LV. Trời ơi đẹp dữ vậy. 32.000. Cái này là loan màu. Cái này giống như chó đốm vậy nè mọi người. Đẹp quá à. Cái chất mát rượi luôn á. Rồi chữ B nè. Trời cho nam mặc mấy quần này nhìn xịn sò lắm đó. Các bạn vô shop mua mấy quần này chắc cũng 200 mấy á. Rồi cái này là búp bơ gì. Ở ai lấy nam chứ nam 32. Lấy quần nam luôn. Quần nó cũng rộng. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây nè, đây nè. Quên, quên hoài hả? Trời, trời. Đen cho lì nè. Kiểu nha, đơn giản 25.000. Có màu vàng với màu đen nè. Có cái dây chéo ở trên. Áo zip đen với vàng 25.000. Kiểu đơn giản thôi mà đẹp. Áo thun bu zip nhiều người chứ phải ba cái thun giấy là bình thường đâu nha. 25.000. Đen cho bạn học đẹp. Bán chơi loại 2-3 ngàn. Còn cái vàng ấy, nó vàng chút vờn. Đây là vàng. Hết nơi hết đen rồi, còn vàng rồi chút ơi. Bộ mẹ nè mấy chị ơi. Ok em yêu. Đây bộ mẹ đẹp lắm. Sale cho mọi người 50.000 luôn. Bộ mẹ quần dài nha. Đó, bộ mẹ đuổi quần dài. 50k. Bộ mẹ 50. Có màu màu vàng với màu xanh đen. Quần dài. Không có quần dài đâu chị. Quần cạp cao hả? Ấy có nè. Đúng rồi. Quần đá cạp cao đẹp lắm mình nha. Quần u mì. Trời ơi có nè. Có chữ vàng với chữ trắng. Có size S với size M à. Size 45.000. Quần ô mì 45k. S với M. Đá trắng đá vàng.
chữ đẹp vô, form rộng luôn. Sơ mi chữ form rộng nha mấy bạn ơi, 20.000. Quá đẹp. Chất mềm mịn, có màu xanh với màu hồng nè. Xanh dương với màu hồng nha. Không vừa bà bình thường mà anh L mà, đá trắng xe hết cho chị Lý. Hồng cho quần nai nè. Cái này mặc cái quần ngố hơi bị đẹp luôn á. Máy ngố dày hả? Màu gì vậy em? Em mở màu xanh nữa là con. Đây, màu xanh nè. Chốt này đẹp nha mọi người, chốt lụa. Còn quần tây đen còn. Đó là sơ mi chữ nó chốt được 20. Rẻ chưa từng có luôn á. Mấy áo này bình thường không cũng như 55.000 rồi. Ê, có màu này nữa nè. Màu trắng. Trắng này là trắng hoa nha. Đồ đẹp xuất sắc. Trắng hoa đẹp quá nè. Còn á, máy giày còn á, em lấy màu gì? Đây, sơ mi trắng hoa 20. Đẹp quá vô. Nào lấy em bỏ lên nha. Còn xe L nè, lấy không? Lấy ha. Còn đúng cái L luôn. Kiểu còn trắng còn đen nè mọi người, sale cho mọi người 15.000. Áo zip kiểu nha, rút dây, chất thun bu zip rất là đẹp. Trắng với đen luôn. Đen còn có mấy cái thôi là hốt lẹ nha chị ơi. 15.000. Áo thun bu zip 15k. Đó chị, đợi xíu để xíu, nó tùm lum mẫu đợi tôi. Đây có trắng có đen là 15.000. Trời, chị Thắm Phạm comment em không thấy. Đen 15 chị điện hoàng.
tay bét ghi nè. Quần tay bét ghi còn đủ size SML luôn. Lưng siêu ca xe cho mọi người 69.000. Ở quần tay bét ghi. Mọi người mua cái phơn mà về rất là đẹp nha mọi người. Giải rồi đẹp lắm. Tiết mưa xịn luôn á. Quần này bình thường nếu em nhập của xưởng là 85.000 sỉ rồi đó, bán ra là 95.000. Là có 10.000. Mã này là săn sale của hàng shop luôn. SML quần tay bét ghi. Sáu mươi chín nghìn. Anh lấy quần chút quần L cho bạn học đẹp. Còn S với con M. Còn cái quần đá vàng nè, quần bông mì đá vàng nha, size M 45.000. Bông mì đá vàng size M 45k. Có ớt nữa, có ớt với M luôn. Jean đen một nút không? Không có. Giờ nữa mọi người. Thanh thanh thảo quần đá xay ớt. Đá có hai màu nha, trắng với vàng. Còn set body nè. Body này trăm mấy ra sale cho mọi người còn 65.000. Set này là có hình mẫu mặt siêu đẹp, màu hồng giống hình luôn. Ồ, mặc đi làm sao không mua quần quần tây bét ghi đi, quần tây tiết mưa đó. Set body nha, lấy set chút set nè, sale 65k. Chân váy dài mặc bao đẹp. Hết rồi, cục chà bá luôn, cục chà bá cả chục triệu bán hết rồi. Nhưng mà tội Huy. Ok. Ủa đâu mà lấy ra tiện đi. Chứ đâu có quần jean đâu. Đâu có quần jean đâu em. Đây còn cái quần jean này, ống rộng nha mọi người ơi. Size L. Jean ống rộng size L, hàng này là 165 nè. Hôm nay sale luôn 90. Xin nóng gặm bữa hổng khách mua chạy lại kiếm hổng ra làm ta phải đi về vợ lòi ra. Chị mua cái quần ống rộng này đi, quần đuổi ống rộng có hình hoa sen đẹp lắm nè. 30.000. Đuổi ống rộng có hình hoa sen 30k. Ai lấy đuổi đen, chút đuổi đen. Đây quần ô mì đá trắng size M, size SM luôn nha. Ô mì đá trắng ít mờ luôn. Như qua là 45.
lọt thì mở ra. Ui ôi, cái áo này nó đẹp, xuất sắc. Cái này là để mọi người mã bra trong nha mọi người. Sơ mi von nè. Trời ơi đẹp như vậy, 25 ngàn. Có hai cái thôi. Cái này làm áo khoác ở ngoài cũng được nữa. Và mặc đầm body màu đen rồi đó. Body dây, body đen trắng nè. Khoác cái này ở ngoài siêu đẹp. Ai lấy sơ mi von cho em 25 ngàn. Đẹp quá nè. Bữa nay em mua cũng được nhiều đồ quá đó. Mọi người mua được nhiều chưa? Nè, em mua hai màu luôn nè. Có màu cam với màu hồng. 25 ngàn. Comment rồi. Ai quần đen dây kéo ống rộng. Có đủ size. SML. Sale luôn 69 ngàn. XL luôn. Quần tay nha, quần tay ống rộng. Dây kéo chính giữa. Xả 69 nha. SML, XL. Rồi, nghỉ nha mọi người ơi. Mấy la mấy chiều lâu lâu lai một bữa chơi cho vui. Cái gì đây? Von hồng 25 ngàn. Ok cho chàng Mai nè. Thôi rồi. Ồ, có cái hoa nhí đen đẹp quá. Hoa nhí đen. Cái này là size ớt nha. Đen gì chị? Đây, hoa nhí đen 20 ngàn. Ai lấy sơ mi hoa nhí chứ mẹ. Sơ mi hoa nhí 20k. Ồ, hoa hoa này hình con thỏ. Sơ mi đen 20. Chị cũng lấy còn. Ủa, cái like còn không? Sơ mi xanh hình, trời ơi, không bự quá vậy. À, bộ đồ màu đen trơn, chị đen thui luôn á. Sơ mi xanh hình chép bơ. Hình chép bơ thiêu dễ thương quá, 20 ngàn. Chất đuổi nhanh nha, về ủi ra.
Nguyên bộ đồ đen thui luôn á chị, áo thun rộng chứ quần dài 62.000. Hai sơ mi trơn có hình trái bơ 20k. Đen ống rộng xe hết cho thành hình thảo. Trời nhờ liền ốc chấm vô mới thấy á. Sơ mi bơ cho Quỳnh My là 20. Bơ còn ấy nha mọi người, ai lấy bơ nữa chút bơ nha. Trời ơi cái gô vàng nó đẹp kìa má ơi, hai chục cái vô cái gô vàng. Tay rồi một để chi gì. Sọc Babydoll còn á chị. Đâu rồi cái tay đâu rồi chị. Nâu đi chị. Coi 35.000 đúng không? Có đi còn cái đỏ đô nè mọi người, 35k. Còn một con đổi đô 35.000. Đẹp xuất sắc luôn á. Đây. Body có bầu đổi đô nha, ở ngoài đổi đô giùm em nha. 35.000. Làm Babydoll 20k còn á. Đây Babydoll nè. Xanh với cam. Mua hoài. Trời ơi, set beo lụa nha mọi người. Beo lụa đẹp xuất sắc. 65.000 có hai bộ beo thôi. Tại vì nó quá đẹp nên phải lấy đại ra em mua được quy mối nha mọi người. 65.000. Ui, 65 là rẻ đó mọi người ơi. Chứ bình thường cái bộ này 85.000 là mới đúng giá. Beo, beo lụa. Quá đẹp.
vằn nữa nè, con ngựa vằn. Thôi nghỉ nha, tới giờ đói rồi. À, một trầm baby doll này cho Quỳnh My. Rồi bye bye mấy chị nha, có gì mai rảnh lên like tiếp.